Bạn đã bao giờ nghe nói về võ sĩ lang thang chưa? Hắn có một cái mặt nạ nhìn rất gì và này nọ, ăn mặc thì kỳ lạ, trên tay thường xuyên cầm một thanh kiếm, nhìn có vẻ vô cùng sắc bén. Nghe nói rằng hắn chuyên giết những người không lương thiện, khiến cho làng của chúng tôi gần như tuyệt chủng. Chuyện này phải bắt đầu kể từ khi tôi vừa mới chào đời từ 800 năm trước đây, khi đó tôi đã râu tóc bạc phơ. Còn nhớ đó là một ngày trời đổ mùa hè giữa mùa xuân, tôi và Thiết Đản đang chơi món đồ chơi mà độ tuổi của chúng tôi nên chơi. Một lát sau, chúng tôi đều đã chơi chán. Chúng tôi nhìn nhau một lúc, rồi nhà ai nấy về. Tôi đi bộ một mình trên con đường về nhà. Đột nhiên, không có gì xảy ra. Tôi tiếp tục đi về phía trước. Một lát sau tôi vẫn còn đang đi. Đột nhiên bầu trời nổi gió lên. Một cơn gió rất nhỏ thổi qua. Trời đổ mưa tí tách. Đột nhiên, trên chân của tôi dường như có thứ gì đó. Hóa ra là Thiết Đản. Thằng danh, làm tôi giật mình. Cậu không phải về nhà rồi sao? Tôi cũng không biết. Tôi vừa mới vào nhà đã bị một luồng gió đen thổi tới đây. Thiết Đản, cơn gió này quá lớn. Chúng ta vẫn nên tìm một chỗ tránh mưa đi. Chỉ chốc lát sau, chúng tôi đi tới dưới gốc cây. Đột nhiên một võ sĩ lang thang xuất hiện trước mặt chúng tôi. Ôi má, thanh kiếm của ngươi cùn quá. Võ sĩ lang thang nhìn có vẻ rất tức giận, cầm kiếm xông về phía tôi. Thiết Đản, cậu không sao chứ? Tôi nghĩ rằng có sao đấy. Võ sĩ lang thang tiếp tục lao về phía tôi. Tôi kéo Thiết Đản bỏ chạy. Thiết Đản, thấy chưa, trời mưa không được đứng dưới gốc cây, nếu không sẽ bị sét đánh cháy đen thui. Bạn đã bao giờ nghe nói về em bé ma chưa? Em bé ma chia làm hai loại. Một loại tên là ma trẻ nhỏ, tàn nhẫn, khát máu, chủ yếu lấy con người làm thức ăn. Loại còn lại là ma sơ sinh, bản tính nhát như thỏ đế, cũng không làm chuyện xấu gì. Bọn họ đều là thai nhi bị vứt bỏ, vì vẫn còn oán khí. Oán khí chậm chậm tích tụ, hình thành em bé ma. Chuyện này xảy ra khi tôi còn nhỏ. Còn nhớ hôm đó là ngày 33 tháng 8 năm 3022, vào thứ 11 của một buổi sáng tối tăm và đêm khuya sáng chói. Tứ Lưu uống rượu say ở nhà, đang chơi đùa với chú chó của hắn. Một lát sau, mọi thứ đều im bặt, trong phòng chỉ còn lại từng khúc thịt chó. Mà vào lúc này, ma sơ sinh đang đói, đi khắp nơi tìm thức ăn, vừa hay đi ngang qua nhà Tứ Lưu, liền lén đi vào trong, nhìn thoáng qua có thịt chó. Đột nhiên, người tốt nhất đừng nhúc nhích, điều này dọa cho ma sơ sinh sợ đến người. Tôi không cử động, vậy thì tốt. Cứ như vậy, Tứ Lưu giúp ma sơ sinh mát xa suốt một đêm, cho đến khi trời sáng, Tứ Lưu mới dần dần tỉnh lại. Ngươi làm sao vậy? Sao lại bị ngã thành ra nông nổi này? Đại ca, tôi bị người ta ức hiếp. Bị người ta ức hiếp mà còn mặt mũi về đây, đồ phế vật. Ma trẻ nhỏ bèn lôi ma sơ sinh ra khỏi hang động. Huynh đệ tốt, chào ngươi ở đây, cho ngươi tha hồ thưởng thức phong cảnh sau núi một chút. Những ngày qua Tứ Lưu ở nhà luôn rèn luyện sức khỏe, cảm thấy bản thân đã rất trâu bò rồi. Đột nhiên, cái tên Thiết Đản chết tiệt đó, hôm nay ta phải xử lý hắn. Nói xong bèn mang theo ít đồ đạc đi về phía nhà tôi. Tứ Lưu hùng hổ hiên ngang đi trên đường, ý chí chiến đấu cao ngất trời, trong mắt không coi ai ra gì. Ngươi muốn làm gì? Đi bán chút sắt vụn, nợ ta 45.000 khi nào trả? Trong nhà tôi vô cùng khó khăn, từ nhỏ mẹ tôi đã nói với tôi, con cái nhà nghèo thì phải sớm phụ giúp gia đình. Hoàn cảnh của ngươi, ta cũng có thể thông cảm. Thông cảm cái con khỉ, ta chỉ biết nợ tiền thì phải trả. Tôi bèn kéo Tứ Lưu treo trên cây lớn trong sân nhà tôi. Thiết Đản, tôi sợ độ cao. Màn đêm buông xuống, ma trẻ nhỏ đang đi tìm trẻ con trong thôn chúng tôi. Đột nhiên, phía trước có một tiểu tử vô cùng đẹp trai, nhan sắc không khác gì Lim Min Hồ Đồng Nai. Tôi cũng nhìn thấy ma trẻ nhỏ, má nó. Đại ca, em chưa làm gì hết, em chỉ là đi ngang qua.